Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì hiện tại thì mình đang vệ sinh chuồng cho mấy con chuột của mình nè các bạn. Đó. Thì mùng cưa thì khoảng 2 3 ngày nó dơ thì mình sẽ thay một lần nha các bạn. Mình chợt nhớ lại á, là có một vài bạn inbox ở dưới cái phần bình luận của video mấy video hôm trước á thì hỏi về cái vấn đề là cái chuồng của hamster nó bị hôi với lại là cái cách vệ sinh khô nó như thế nào thì nó hợp lý cho nó gọi là bớt hôi chuồng của mấy con chuột của các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ trong quá trình mình vệ sinh khô cho chuồng của mấy con chuột của mình nha. Tại vì thường á là mình thường vệ sinh chuồng cho mấy con chuột của mình á là mình vệ sinh khô là đa số một hoặc là 2 tuần á thì mình mới vệ sinh nước một lần nha các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ nói sơ qua những ba cái nguyên nhân mà khiến cho chuồng chuột của các bạn nó bị hôi nha. Cái nguyên nhân thứ nhất là do cái tiếng nước tiểu của con chuột của bạn nó hôi. Tại vì cũng có nhiều con cái tiếng nước tiểu nó không hôi nha, có nhiều con thì tiếng nước tiểu nó khá là hôi. Thì thấy là đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là do các bạn không có quen mùi nước tiểu của con chuột của bạn cho nên là dẫn đến việc là các bạn thấy nó khá là hôi. Và cái nguyên nhân thứ ba là do là các bạn vệ sinh chuồng nó chưa được sạch lắm hoặc là nó chưa đúng cách cho nên là dẫn đến việc là chuồng chuột của bạn nó sẽ bị hôi nha. Rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu vệ sinh cái chuồng chuột này và mình sẽ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ cho các bạn vệ sinh nó bớt bị hôi hơn nha. Và cái nguyên liệu đầu tiên mà chúng ta cần chuẩn bị đó chính là khăn giấy. Đó, khăn giấy bình thường thôi, giấy ăn, giấy khô bình thường như các bạn, loại nào cũng được. Bạn có thể mua loại mà hình vuông cũng được nha. Và cái đặc biệt là các bạn phải có một chai khử mùi. Đó, hiện tại bên mình bán là 35 ngàn một chai. Đó, sẵn tiện quảng cáo luôn nha. Bạn nào muốn mua chai này thì có thể liên hệ qua fanpage hoặc là vô web của mình mua cũng được. Shopee của mình cũng có đường link phía dưới luôn. Rồi chúng ta sẽ sử dụng một cái bọc ni lông để mùng cưa dơ vào nha. Để thôi để bên ngoài nó sẽ bay tùm lum rồi mất công các bạn hốt thôi. Đó, để một trong cái bọc như này nó sẽ gọn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có cái bộ chổi nha các bạn. Đó, bộ chổi này có công dụng là gì? Nói chung là nó không có cần thiết lắm đâu các bạn. Chủ yếu là đem vô đây để quảng cáo nha. Hiện tại mình bán là 20.000 bộ. Đó, các bạn mua 2 bộ thì mình giảm còn 19k. Đó. Thì cái bộ chổi này á thì nếu như các bạn mà muốn nó tiện á, thì các bạn có thể mua bộ chổi này để vệ sinh. Còn không thì đối với những cái lồng nhỏ như thế này các bạn chút mùn cưa vô cái bọc rồi xong rồi. Còn cái bộ chổi này mình thấy có gọi là hiệu nghiệm đối với những bạn nào mà xài chuồng lớn hoặc là hồ kính rồi đó thì các bạn có thể sử dụng những bộ chổi nha. À quên nữa, mình còn một cái bịch mùn cưa nữa các bạn. Thì lót chuồng hiện tại mình đang lót là mùn cưa nha. Các bạn có thể lót cái gì cũng được hết. Rồi và đây là cái bịch mùn cưa mình xài còn một tí nữa các bạn. Hôm nay là video gấp quá cho nên là nó thiếu sót một tí các bạn thông cảm nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào vệ sinh cho cái con chuột sóc của mình nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ dọn cái này qua một bên nha. Rồi và đây là cái con sóc mình sẽ vệ sinh cái chuồng này ví dụ cho các bạn nha. Đây là một con sóc đực nha các bạn, mình nuôi khá là lâu rồi. Con này dòng Winter White, hiện tại mình toàn nuôi Winter White với lại Bia thôi à. Đấy, con này khá là hiền đó các bạn. Chuồng của nó thì mình thấy mùn cưa nó nở khá là nhiều các bạn cho nên là mình thay nha. Rồi và vệ sinh cho mấy con chuột này thì cũng khá là đơn giản thôi đúng không? Đó, nếu như mà các bạn nuôi một cái chiếc lồng như thế thì nó khá là đơn giản rồi. Đó, đầu tiên thì tháo nắp lưới ra, đấy bình nước rồi gì hết thì các bạn thay nha. Còn cái chén ăn này thì nói chung là đồ ăn nó cũng khá là dơ rồi cho nên mình bỏ luôn. Đấy, còn nếu như mà nhiều quá thì mình thổi cái mùn cưa ra bớt nha các bạn. Rồi và đây là một chiếc lồng xách tay nha. Hồi nãy mình quên đem vô video luôn. Thì cái lồng này thì mình sẽ để con chuột vào nha, để cho nó đừng có chạy tùm lum đó các bạn. Tại vì nếu như mà các bạn để ra ngoài á, thì mấy con chuột này ha, đó đặc biệt là Bia rồi đó, nó rất là năng động, nó sẽ chạy tùm lum. Thì các bạn vừa thay chuồng phải vừa canh nó nữa thì nó chạy mất rồi sao đúng không? Đó, vì thế là mình chuẩn bị thêm một cái lồng nhỏ như thế các bạn để vào thì nó sẽ ok hơn. Trong này thì mình để mùn cưa, các bạn có thể để các tấm vô cho trong quá trình mà cái mình vệ sinh á, thì nó có thể tắm luôn cũng được. Đó, rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu thay chuồng nha các bạn. Thay chuồng thì cũng như bình thường thôi đó. Còn cái đặc biệt là các bạn muốn khử cái mùi chuồng á, thì các bạn phải sử dụng cái chai khử mùi đó. Và các bạn vệ sinh đồ sạch sẽ một tí bằng giấy đồ, các bạn lau kỳ cọ đồ cho nó kỹ một tí thì nó sẽ gọi là khử được mùi nha. Ở đây mình chỉ nói là khử được mùi khoảng đâu đó là 70% thôi nha các bạn, chứ không phải là 100% nha. Tại vì nếu như mà các bạn muốn khử hết 100% thì các bạn bắt buộc là phải rửa nước và rửa bằng xà bông thì nó sẽ khử được nhiều hơn. Đó, còn vệ sinh khô thì chúng ta sử dụng khử mùi thì nó khử được khoảng 70% thôi. Đấy. Rồi mình lau cái lớp giấy đầu tiên thì nó cũng còn dơ các bạn, mình lau thêm một lớp nữa nha, cho nó thật là sạch, phải lau kẽ đồ các thứ các kiểu, đừng bụi dụng dụng ở trong mùn cưa đó, nó có thể sạch hơn nha. Và nói chung là cái đế chuồng nó cũng đã khá là sạch rồi các bạn. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu xịt khử mùi vào nha các bạn.
Đó, thì sẵn tiện video này mình chia sẻ như vậy, và mình đồng thời là mình chia sẻ các bạn cách mà các bạn sử dụng chai khử mùi luôn. Và đây là cái chai khử mùi đấy. Rồi cái chai khử mùi này thì nói chung là các bạn xài khá là lâu. Ở trong này thì nó sẽ có một cái vòi xịt nha các bạn. Vòi xịt này là vòi xịt phun, cho nên là các bạn sử dụng nó sẽ khá là tiết kiệm nha. Các bạn xịt đều hết cái chuồng cho mình. Đó, xịt đều hết cho mình nha, để con chuột tránh xa nha các bạn. Đừng, các bạn lưu ý là cái chai khử mùi này các bạn không xịt trực tiếp lên cái con chuột nha. Đó, các bạn chỉ xịt vào cái phần đế như thế này là được nha. Đấy, xịt một hai cái thôi. Đối với cái chuồng của mình là chuồng nhỏ nha. Còn nếu như mà các bạn xài chuồng lớn thì các bạn xịt nhiều tí. Nói chung là các bạn xịt sao mà cho nó đều là được. Rồi các bạn để cho mình khoảng 2 phút nha, để cho nó khử mùi bớt. Rồi và bây giờ mình sẽ lấy một ít giấy và mình sẽ lau lại cái nước khử mùi nha các bạn. Đó, các bạn lau lại cho thiệt là sạch. Rồi sau đó các bạn lót lót chuồng vào là xong nha các bạn. Rồi còn về cái chén ăn thì mình sẽ lấy miếng giấy mình lau sơ qua nha. Cái chén này thì nói chung nó không dơ lắm. Và nếu như mà các bạn kỹ nữa thì các bạn có thể rửa nước luôn, rửa xà bông rồi rửa nước sạch lại là ok nha. Đặc biệt là các bạn không sử dụng cái chai khử mùi này và xịt vào cái chén ăn để mà vệ sinh như là cái đế chuồng nha. Đó, cái này là tuyệt đối nha các bạn. Đấy, thì cái chén ăn là chỗ để thức ăn cho con chuột mà. Rồi bây giờ mình sẽ lót chuồng vào nha. Hiện tại thì mình đang xài bùn cưa để lót chuồng cho mấy con chuột nhà mình. Đó, thì các bạn sử dụng các sang hoặc là loại nào đó đều được hết. Các bạn thích loại nào thì các bạn có thể lót loại đó cho nó nha. Rồi và mình đã lót xong rồi nè các bạn. Thì mùa nóng thì mình lót một lớp mỏng thôi nha các bạn. Mình không lót dày lắm. Và nếu như mà các bạn lót lớp mỏng thì các bạn chịu khó 1 đến 2 ngày các bạn vệ sinh một lần nha. Rồi bình nước gần hết rồi, một tí nữa mình sẽ đi thay nước luôn nha các bạn. Chén ăn để vào, một tí nữa mình để thức ăn vào luôn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thả cái con chuột vào thôi. Đó, rất là đơn giản luôn đúng không? Thì với cái cách này thì nó sẽ giúp cho các bạn khử được mùi con chuột có đi vệ sinh. Đó, khá là nhiều nha, theo mình thấy là khá là nhiều luôn. Còn ngoài ra thì các bạn có thể áp dụng một cách nữa là các bạn lót mùn cưa thơm. Mùn cưa thơm thì theo mình thấy thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong việc là khử mùi nước tiểu chuột hamster. Thì các bạn có thể kết hợp giữa xịt khử mùi và mùn cưa thơm. Và đồng thời là các bạn thường xuyên vệ sinh chuồng. Thường xuyên khoảng 2 ngày các bạn thay một lần thì sẽ đảm bảo cho chuồng hamster của bạn sạch, và đồng thời là nó sẽ giảm được khá là nhiều mùi hôi luôn nha các bạn. Rồi và đây là mấy cái chuồng chuột mình đã thay nè các bạn. Đây là cái chuồng của con hamster bia nha. Con hamster bia lông xác đó các bạn. Đó. Giờ mình chỉnh cái cam lại một tí, mình quay sơ sơ để cho các bạn xem mấy con chuột mình như thế nào nha. Đấy, đây là một con sóc cái nhưng mà nó khá là già các bạn. Đấy. Rồi, mình thay chuồng luôn rồi nha. Chén ăn thì mình để đây, một tí mình rửa. Và đây thì mình chưa có thay chuồng cho con chuột bia lông xù nha các bạn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ thay cái chuồng này luôn nha. Và quay lại một đoạn nhỏ để cho các bạn xem nha. Và ở dưới cái đế này thì mình thấy mấy con bia đi tiểu nó khá là dơ nha các bạn. Đó, nó dơ ngay những cái góc như thế này. Đấy, giống như là bị đóng phèn nha các bạn. Mình không biết như thế nào. Thì mình nuôi mấy con bia, nuôi mấy năm rồi thì con bia nào cũng vậy hết. Rồi bây giờ mình phải đi rửa nước thôi các bạn. Rửa nước với lại xà bông rồi cho nó sạch nha. Ok, let's go. Rồi và cuối cùng thì cũng đã vệ sinh xong rồi nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lau khô nha. Mình vào trong lau khô rồi mình sẽ lót chuồng vào. Yeah.
Ok các bạn, thì cuối cùng thì mình cũng đã vệ sinh xong hết tất cả mấy cái chuồng, hiện mấy con chuột mình đang nuôi nha. Đây, con bia lông xù nè, đó mới thay chuồng thơm tho rồi, cái mặt nó hân hở luôn các bạn. Đó. Thì nói chung mình nuôi mấy con này cũng khá là cực nha các bạn. Nếu như mà các bạn xác định nuôi hamster hoặc là bất kỳ cái loài động vật thú cưng nào khác thì các bạn xác định phải cực nha. Đó. Thì mới nuôi được mấy con này, và đồng thời bạn phải có cái tình yêu đối với động vật thì các bạn mới nuôi được nha. Đấy, đồ để tùm lum hết trơn nè, vừa quay vừa làm thì nó hơi bị lâu các bạn, nó hơi bầy bộn, các bạn thông cảm. Rồi, đây là mấy cái chuồng mình thay xong nè, con sóc nè. Đấy, thay xong thơm tho, nó nằm nó ngủ luôn nè. Đó, ngủ mất nết ghê không. Đó, ở trong này thì mình có tậu thêm một bé trà sữa nha. Con trà sữa này cũng là một hoàn cảnh đó nha các bạn. Thì khách đặt nhưng mà không có lấy. Đó, cho nên để đây nuôi luôn. Rồi, con bia lông xác nè. Mình có hứa các bạn làm con bia lông xù á, thì một hai ngày để mình làm nha. Rồi ok, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Và rất mong là cái chia sẻ này của mình sẽ giúp cho các bạn được giải quyết được cái vấn đề về mùi hôi chuồng hamster nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình. Và đừng quên là ủng hộ vật dụng hamster bên mình nha. Hiện tại thì mình đang bán tất cả các loại vật dụng thức ăn lót chuồng cho hamster. Các bạn có thể inbox vào fanpage hoặc là qua web mình để xem giá và ảnh nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.